chào, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa quý vị, là phụ nữ hay là nam giới đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều rất sợ vấn đề lão hóa đúng không ạ? Và lão hóa thì có thể là phụ thuộc vào cái việc chăm sóc da, cũng có thể là do tuổi tác, do cơ địa. Và đôi khi 20 tuổi thôi chúng ta cũng có thể đã xuất hiện những dấu hiệu của lão hóa rồi đấy. Mà bản thân mình nhiều khi không có để ý đâu. Vì vậy hãy đồng hành cùng với chương trình để chúng ta có những kiến thức trong việc chăm sóc tốt cho làn da nhằm hỗ trợ trong cái quá trình chống lão hóa quý vị nhé. Và xin giới thiệu với quý vị đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng đến từ khoa da liễu thẩm mỹ da của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Chào MC Diễm Loan, chào quý khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết lão hóa da là gì ạ? Lão hóa da là một cái tình trạng mà mình hiểu nôm na là nó làm suy giảm cái chức năng của cái làn da của mình. Ví dụ như là trong da mình thì nó có những cái thành phần nó giúp gia tăng cái độ đàn hồi của da. Ví dụ như là collagen, những cái sợi elastin. Thì những cái cấu trúc này khi nó ở trong da nó sẽ làm cho da mình có độ đàn hồi cũng như là nó dày, và giúp cho đảm bảo những cái chức năng của làn da, ví dụ như là giảm nếp nhăn, rồi bảo vệ cho cái những cái cơ quan bên trong cơ thể. Thì khi cơ thể mình, cái làn da nó bị lão hóa đi thì những cái chức năng này của cái làn da nó sẽ bị sụt giảm, và nó gây ra những cái hiện tượng mà mình hay gặp với những người lớn tuổi, ví dụ như là nếp nhăn hoặc là da chảy xệ, chuột nhão. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng lão hóa da sẽ là những gì thưa bác sĩ? Nguyên nhân mà gây ra tình trạng lão hóa da thì nó có khá là nhiều nguyên nhân. Thì mình sẽ tổng hợp lại một số cái nguyên nhân hay gặp. Thì cái nguyên nhân thứ nhất đó là do cái tuổi tác. Lão hóa là một cái quá trình mà cái da mình nó đồng hành cùng cơ thể mình một cái thời gian rất là dài. Và khi mà mình có tuổi thì lúc này làn da mình nó cũng giống như những cái cơ quan, những bộ phận khác trong cơ thể, nó cũng sẽ bắt đầu lão hóa đi. Cái yếu tố thứ hai là do cái môi trường sống, cái lối sống của mình nó gây ra thêm những cái yếu tố mà nó làm cho làn da mà tăng cái tính lão hóa lên. Ví dụ như là cái thứ nhất là do cái môi trường, cái quá trình ăn uống của mình. Mình ăn rất là nhiều những cái chất ngọt, thì những cái chất ngọt nó sẽ làm cho cái làn da của mình nó bị lão hóa đi. Nó sẽ làm cho cái mật độ protein, những cái collagen trong da nó sẽ bị mất đi cái tính năng của nó, và hậu quả là gây ra cái tình trạng lão hóa cũng như hình thành nếp nhăn, chùm nhão của làn da. Yếu tố thứ hai là do yếu tố mình hút thuốc lá. Hút thuốc lá cũng là một những yếu tố nó làm gia tăng những cái gốc oxy hóa, những gốc tự do bên trong cơ thể, và nó cũng làm cho da mình bị lão hóa. Yếu tố thứ ba là mình đi nắng mà không có bất kỳ một cái biện pháp hỗ trợ bảo vệ cho làn da. Thì những cái tia UV trong môi trường, người ta đã chứng minh rằng khi nó tác động vào làn da nó sẽ làm đứt gãy và vô hiệu hóa những cái tính năng, những cái chức năng của cái sợi collagen cũng như những cái sợi elastin trong da. Và điều yếu tố này nó cũng làm cho da mình tăng giống như là những cái gốc tự do, và nó gây hủy hoại cái làn da của mình. Yếu tố thứ ba nữa là do khi mà mình căng thẳng, mình stress, mình lo âu nhiều quá thì lúc này da mình nó cũng sẽ bị lão hóa. Và ngoài ra còn khá nhiều những yếu tố khác, ví dụ như là khi mình nằm ngủ, mình nằm đeo một bên, thì những lúc này những cái yếu tố cơ học, những cái ngoại lực nó tác động lên làn da của mình, nó cũng sẽ làm suy giảm cái tuần hoàn bên dưới làn da, và nó làm cho làn da mình cũng là gia tăng cái độ lão hóa của da. Thưa bác sĩ, như vậy nếu như cái trường hợp da đã bị lão hóa thì chúng ta vẫn thường hay nói là phải chống lão hóa. Thế chống lão hóa bằng cách nào ạ? Là mình cần phải giống như là cái chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt mình nó phải thay đổi. Càng ăn hạn chế ít những cái đồ ngọt chừng nào thì lúc này cái da mình nó sẽ càng được bảo vệ và nó càng duy trì được cái sự trẻ trung của nó. Yếu tố thứ hai là mình phải hạn chế những cái chất kích thích, ví dụ như là thuốc lá hoặc là rượu bia. Đây là những cái yếu tố nó cũng làm gia tăng cái tình trạng lão hóa như hồi nãy mình đã vừa nói. Yếu tố thứ ba là cái lối sống sinh hoạt của mình, là mình phải hạn chế bớt những cái yếu tố mà gây stress, những yếu tố căng thẳng. Mình càng giữ cho cái đầu óc mình nó càng thư thái, nó càng thanh thản thì lúc này là cái con người mình nó càng trẻ trung, và cũng như làn da mình nó càng trẻ trung. Ngoài ra thì mình có thể mình sử dụng thêm, bổ sung thêm những cái thực phẩm, những cái mà nó giúp gia tăng những cái chất chống oxy hóa bên trong cơ thể. Thì lúc này nó có giúp cho cả cơ thể cũng như làn da mình là được trẻ trung và khỏe mạnh. Ngoài ra thì cần phải lưu ý nữa là những cái việc mình đi ra nắng, bắt buộc mình phải có những cái biện pháp bảo vệ che chắn cho làn da. Ví dụ như mình sẽ xài khẩu trang, mình sẽ trang bị thêm những cái váy, những cái áo chống nắng,
cũng như là mình sẽ bôi một cái lớp kem chống nắng lên da. Vậy thì bao nhiêu tuổi chúng ta có thể bắt đầu sử dụng những cái phương pháp hiện đại trong cái việc là giúp cho làn da chống lão hóa ạ? Bởi vì Loan thấy là có nhiều người nói là càng trẻ dùng thì càng tốt, thì nó sẽ có tác dụng hơn. Bác sĩ nghĩ sao ạ? Thật ra thì tùy vô cái mức độ lão hóa mà mình sẽ tác động những cái phương pháp nào. Thì nếu như mình can thiệp thì là những cái phương pháp đó, thì thật ra thì càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thì có những cái làn da mình nó quá đẹp, nghĩa là vẫn còn trẻ và gần như chưa có dấu hiệu lão hóa nào, thì lúc này mình chỉ nên gọi là ở mức độ gọi là phòng chống, là nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như lúc này những cái dấu hiệu nó đã xuất hiện một cách rõ ràng hơn, ví dụ như những cái chảy xệ, những cái nếp nhăn, những cái nếp nhăn trán, những nếp nhăn đuôi mắt, rồi nếp cau mày, cũng như là những cái bọng mắt nó xuất hiện, rồi cũng như là mình sẽ thấy cái nếp động cằm hoặc là những cái dấu hiệu chảy xệ hai bên má, thì lúc này mình có thể mình tác động những cái phương pháp nó sẽ tốt hơn. Thì thông thường cái độ tuổi mà mình sẽ bắt đầu mình can thiệp được máy móc thì sẽ tầm sau cái độ tuổi 30, và trên cái độ tuổi 45, một khi đã nhắc tới vấn đề gọi là chống lão hóa, thì lúc này ngoài cái việc là sử dụng một cái phương pháp nhất định, nó sẽ không còn gọi là tác động tốt nữa, mình có thể mình phối hợp những cái phương pháp với nhau, thì lúc này hiệu quả mới có thể thấy được một cách rõ ràng. Dạ, thưa bác sĩ, ngoài cái việc là chăm sóc để cho làn da của chúng ta chống lão hóa, thì chắc chắn là khán giả của chương trình cũng đang rất là quan tâm tới cái việc chăm sóc như thế nào để giúp cho làn da của chúng ta mềm mại, mịn màng, và cũng là một cái tiền đề tốt cho cái quá trình chống lão hóa về sau ạ. Đúng rồi, thật ra thì trong cái chống lão hóa thì cái vấn đề chăm sóc nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trước khi ra nắng 30 phút phải bôi một lớp kem để mà chống nắng, thì lúc này nó sẽ, hoặc là sau đó mình sẽ đeo khẩu trang, cũng như là mình trang bị những cái váy hoặc là những cái áo chống nắng có khả năng chống lại cái tia UV. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình có thể mình bôi những cái kem hoặc là những cái serum có chứa những cái chất chống oxy hóa lên làn da của mình vào mỗi buổi tối, nó sẽ giúp cho cái làn da mình phục hồi vào ban đêm. Yếu tố thứ ba là vấn đề gọi là cấp ẩm cho làn da. Thì khi mà cái da mình bước vào giai đoạn lão hóa, thì lúc này cái ngoài cái việc gọi là mức độ đàn hồi của da, thì những cái vấn đề giữ ẩm của làn da nó cũng bị ảnh hưởng. Rồi ngoài ra nữa là mình có thể mình kết hợp thêm với cái những cái thay đổi về lối sống. Ví dụ như là mình sẽ hạn chế những cái việc là căng thẳng, lo lắng trong cái cuộc sống mỗi ngày, cũng như là mình sẽ ăn nhiều những cái thực phẩm có nhiều những cái chất chống oxy hóa, ví dụ như là rau, củ, hoa quả, hoặc là kết hợp thêm những cái thực phẩm bổ sung, những cái vitamin, những cái chất chống oxy hóa để nó giúp cho cơ thể mình nó được trẻ hóa. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Cảm ơn MC Diễm Loan, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Vâng thưa quý vị, còn bây giờ thì Diễm Loan cùng với bác sĩ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai nhé. Xin chào.